Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trong video gọi là thanh lý đồ ngày hôm nay thì đầu tiên em giới thiệu các bác là kia cặp vỏ xúc đơn 50 Martin. Đây là cái vỏ đầu tiên mà em lấy về, cái phân khúc nó gọi là phân khúc cao cấp đấy. Đấy, sau bao nhiêu ngày tháng sử dụng thì bây giờ nó vẫn còn tương đối chắc chắn. Đấy, thấy chưa, xước rất là ít. Lấy đầu tiên nhá, nếu bây giờ là 2 năm rồi, từ 2019. Vỏ cao cấp đấy. Còn cái vẻ vỏ mà rẻ tiền thì em không lấy. Đây là vỏ cao cấp. Thì mẫu này đầu tiên em lấy nắp chuông chú làm sự kiện tiệc cưới. Sau đó thì hôm qua vào lấy cái vỏ xúc đơn 50 mẫu Xtrabass, thế là nó bát sang. Thế là bây giờ là thành ra là cái đôi này thừa thì em lấy lại. Em lấy lại với mức giá 2 triệu. Bây giờ em sẽ sơn xi lại, sơn lại nhá, vệ sinh xong rồi là bán sơn lại, bán sần lại, bán cho các bác 2,5 triệu giá tại cửa hàng. Em cam kết thứ nhất là rẻ, thứ hai là chất lượng. Bán rồi nhưng mà nhập lại chỉ rẻ hơn cái giá nhập ngày xưa một chút xíu. Ngày xưa em bán là 2,000,000 một chiếc bao ship. Có lần cao thì đến 2,2 triệu một chiếc bao ship, 4 triệu một đôi. Như thường thường bây giờ nếu các bác nào đặt mới thì vẫn là 4 triệu một đôi. Duy nhất trong video ngày hôm nay thì đôi này em bán 2,5 triệu, không có bao ship, giá tại cửa hàng. Các bác thích thì em lại đóng cho các bác tí bìa kìa. Thế là em gửi hàng cho các bác. Lưu ý vỏ thôi nhá, ông nào đòi cả loa là ngáo đấy nhá. Em nói thật các bác nhá, đây là vỏ đời đầu thì là nó có hai tay sách ở một bên, tức là 4 tay sách hai bên, còn đời sau nhá, nó còn một tay sách thôi. Đấy, không phải nói đùa đâu. Đây, mặt sau đây, hậu đây. Bagnin S18 đây, thấy chưa? Vỏ bao năm rồi mà vẫn khá là chắc chắn. Hơn 2 năm sử dụng rồi, bây giờ vẫn còn rất là chắc chắn. Nếu như các bác mà săn đón thì mua những sản phẩm giá thanh lý như này, liên hệ với em nhanh, khẩn trương nhá. Không đinh tinh lên thuyền nữa. Bây giờ em sơn lại đã, sau đó là sẽ quay cho bác sau khi sơn lại thì trông nó như thế nào. Nội thất bên trong thì em phải vệ sinh hết, chỉ để bụi bẩn này các bác nhìn không mua được. Như thế này là 2 triệu này, đến tự bốc về là 2 triệu này, còn sơn lại là 2,5 triệu nhá. Được nãy gần 100,000 cái tiền sơn thôi. Đây là bán thật nhá, không phải nói đùa đâu. Cái này thì ông chú em làm đám cưới nên là có bán cái ốc bầu chân này. Đấy, cái này em phải vệ sinh này, ốc này phải dỡ đánh trái hết đi, xong là bà keo vào, xong vào đầu bắn vào. Đây các bác nhé, sau khi sơn xong thì nó sẽ như thế này. Đấy, trông rất giống cái thùng hoa, được chưa? Những cái vết xước này thì không xử lý hết được, cái này mà trà đi xong sơn lại thì nó lại đắt quá, nên là em chỉ sơn lại này thôi nhá. Đây là sau khi đã sơn xong thì em chưa bắn bông tiêu âm. Đấy, bên trong thùng đã có sẵn cọng dây rồi, các bác là về chỉ việc lắp bát vào là xong, thấy chưa? Đấy, ốc bát này nhá, tất cả là ốc bốn cạnh, thì em sẽ đưa thêm cho các bác là ốc lục giác nữa để các bác lắp. Đây là lưới đã sơn lại, nói chung là sơn lại hết. Với cái tầm giá 2,5 triệu mà các bác tìm, em đỗ tìm được một đôi vỏ thùng xúc 50 nào mà giá nó rẻ thế. Giá trên là bán tại cửa hàng, không có bao ship đâu. Ở tầm này không có bao ship đâu. Ngày trước nó rẻ thì các bác chê, bây giờ nó đắt lên rồi các bác lại kêu. Đấy, thì đây nhá, thùng này nhá, Novo này em phải rút ra xong bắt đầu mới sơn được. Đấy, Novo, Novia là vẫn có đầy đủ cho các bác. Martin Audio gắn keo nến thôi. Đấy, ok nhá. Thì các bác nào quan tâm đến cái đôi vỏ thùng xúc thanh lý này thì alo cho em. Giá này chắc là rất rẻ rồi, chứ không muốn nói là siêu rẻ nữa. Đấy, rất rẻ, được chưa? Đấy, hàng chất lượng. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Sơn lại rất đẹp, nói chung là không thể nào bằng dưới xưởng được. Đây em có một đôi này cũng mới thanh lý lại này. Đấy, đôi này em sẽ báo giá sau.
Đấy, này lại về thêm mấy cái vàng nữa này. Thì kính mời các bác nha, kính mời các bác nào thích vỏ thùng loa súp to mà lại rẻ, gọi cho em. Sơn đây là sơn sần mịn, em bắn lại cái màu này cho nó đẹp màu thôi chứ. Đáng nhẽ là dùng sơn nọ nhưng mà sơn nọ nó tốn kém quá, thế là mua sơn về xong tự sơn, tự phun. Nó sẽ đẹp và chi tiết hơn, đều hơn. Sơn nọ kia thì nếu như là để này sơn nó xong rồi nhá. Các bác để ví dụ như là để cái bìa lên đây đè nặng lên cái nó rớt ra, nó dính cả bìa này. Đấy, cái sơn nọ này, kiểu thế mới chán. Thôi rồi, thông báo thì thế thôi. Các bác quan tâm cái gì cứ liên hệ trực tiếp với em. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những clip có cái gì hay em tiếp tục lại quay và thanh lý cho toàn thể các bác nha.